có kinh nghiệm làm tiểu tam 3 năm nên nói chung là cũng gọi là có tí thâm niên trong nghề nên hôm nay tôi lên đây tiện xe cho mấy chị em cũng có trí hướng cái phép thử này không khéo lại suýt nữa bị chơi một vố như tôi Tôi đã yêu anh 3 năm, âm thầm cam chịu làm người tình trong bóng tối, chỉ vì anh là người đàn ông đã có gia đình. Ban đầu tôi đến với anh trong tâm thế là bồ nhí bởi thấy anh là người thành đạt có tiền. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra ngoài việc đã có vợ con, anh còn là người đàn ông có nhiều ưu điểm. Một người đàn ông tốt như vậy mà lại có gia đình, muốn có anh không còn cách nào khác ngoài việc giành giật vợ anh. Như anh nói là người phụ nữ hiền thục đảm đang Biết chăm lo vun vén gia đình Anh có lẽ vốn xem ngoại tình chỉ là thú mua vui Rồi sau những cơn vui Anh sẽ trở lại về nhà Bên gia đình, bên vợ con Như hầu hết những người đàn ông có vợ khác Suy nghĩ đó khiến tôi không cam lòng Từ nhỏ đến lớn Chưa bao giờ tôi muốn có thứ gì mà lại không có được Chỉ là sớm hay muộn Bằng cách này hay cách khác Tính rồi ương bướng và lì đòn Chỉ cần đạt được mục đích Những chuyện khác tôi đều không sợ sớm mồ côi vì bị cha mẹ mình chối bỏ tôi lớn lên trong trại trẻ không biết gốc gác của mình như thế nào tôi đã lấy những chuyện này để đánh vào tâm lý muốn chở che của cánh đàn ông và người tình hiện tại của tôi cũng dễ bị mũi lòng vì những điều tôi kể phải rất khó khăn tôi mới có thể làm cho anh có suy nghĩ bỏ vợ để đến với tôi lúc đầu anh cho rằng chúng ta chỉ cần yêu nhau bên nhau vui vẻ là tốt rồi vợ anh có sai gì với anh đâu mà phải làm tổn thương cô ấy tôi vặn vẹo anh trong hai người phụ nữ kiểu gì cũng sẽ có một người phải chịu tổn thương không phải là chị ấy thì sẽ là em nếu phải lựa chọn không phải anh nên chọn em à nếu thật sự yêu chị ấy thì anh đã không yêu em thứ tình cảm anh có với chị ấy bây giờ chỉ là thói quen thôi nếu không anh đã không trung động với người đàn bà khác anh ấy hiểu những gì tôi nói nhưng đàn ông đúng là tham lam thật dù gì cũng muốn hai tay hai cá bên nào bỏ cũng tiếc tôi nhận ra muốn níu giữ anh ấy chỉ tình yêu thôi là không đủ Mà phải có cả trách nhiệm nữa Tôi quyết định để cho mình mang thai Điều mà trước đây tôi luôn cấm kỵ với những người đàn ông đến với mình Tôi sợ họ chối bỏ Và con tôi sẽ có cuộc đời thiếu thốn Bất hạnh giống tôi Nhưng trước khi có thai thật Tôi muốn làm một phép thử trước Tôi không muốn đem con mình ra đánh cược Mà không chắc là mình có thắng hay không Một hôm tôi đến một phòng khám sản Nhặt được một que thử ra dùng Chia nó ra trước mặt anh Vừa nhìn thấy anh không giấu nổi vẻ hoảng hốt Tôi làm ra vẻ rầu rĩ nói Em sống một đời mồ côi còn chưa đủ Giờ lại để con sống cảnh không cha Thật không nở lòng nào Anh đừng lo Nếu anh không thể cho con một danh phận đàng hoàng Thì con cũng không nên sinh ra trên đời làm gì cho khổ Anh lại chẳng vui mừng như tôi nghĩ Chỉ trầm ngâm nói Đây là chuyện lớn Anh cần suy nghĩ Cuối cùng anh ấy đã chọn tôi Điều này chính tôi cũng không ngờ Tôi biết mà Anh ấy là người có trách nhiệm Xứng đáng để tôi giành giật Ngày hôm sau có người phụ nữ tới tìm tôi Trong khi tôi đang cố nhớ người có đôi nét quen này Từng gặp ở đâu Chị ấy đã thông thả ngồi xuống ghế Tự giới thiệu là vợ của người tình Tôi vừa bất ngờ vừa bối rối Không hiểu chị ta đến tìm mình làm gì Để đánh ghen hả Nhưng nhìn chị ta không giống vợ đi đánh ghen nhân tình của chồng Chị nhìn khắp lượt trong phòng Rồi nhìn sang tôi mỉm cười nói Em sống thế này tạm bỡ quá hả đúng là cần có một người đàn ông để chăm lo cho cuộc sống tốt hơn chồng chị như em biết đó ngoài cái tính trăng hoa mà giờ chị mới phát hiện ra anh ấy có khá nhiều ưu điểm chị nhìn tôi rồi nói tiếp Lúc mới biết chuyện chị nghĩ anh ấy vì gia đình Mà hồi tâm chuyển ý Nên chị không nghĩ là sẽ ly hôn Vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm Nhiều mối quan hệ ràng buộc Không phải nói bỏ là bỏ Nhưng vài hôm trước anh ấy nói em đã có thai rồi Chị luôn nghĩ là mình giữ gia đình là giữ cho con Con cần bố thì con em cũng cần bố Người lớn có thể sai Nhưng trẻ con chẳng có tội tình gì Chồng chỉ muốn chịu trách nhiệm với em Ít ra anh ấy vẫn tốt Dù lòng tốt kia khiến chị đau lòng Tôi chưa kịp sốc thì chị vỗ vai tôi bảo Không sao Chị đồng ý ly hôn rồi Sau này hai đứa con của chị sẽ ở với bố nó Hai đứa Một đứa 11 tuổi Một đứa lên 8 Tính cách bắt đầu ẩm ương khó bảo Có lẽ em sẽ vất vả nhiều đấy Mẹ chồng chị đã mất Bố chồng chị bị tai biến liệt nửa người nằm Ngồi một chỗ 4 năm nay Người già bệnh tật nên khó tính Cái gì không vừa ý là chửi bới um lên Thú thật với em, chị luôn thấy phụ nữ mình thiệt thòi. Từ ngày lấy chồng, lần lượt sinh hai đứa con, chăm sóc bố mẹ chồng khiến chị không còn thời gian cho bản thân nữa. Nhờ có em, chị sắp được tự do rồi. Chỉ là chị nghĩ, khi mình có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, ác hẳn sẽ có người đã phải mang gánh nặng ấy thay cho chị. Nên hôm nay chị tìm gặp em, có thể người ngoài cuộc sẽ cho rằng chị bị điên. Nhưng mà chị muốn cảm ơn em một lời, nhờ em sau này đối với con chị tốt một chút, chúng phải chịu sống xa mẹ để con em có cha lớn lên trong cảnh mồ côi chắc em hiểu rõ sự thiệt thòi này chị chỉ muốn nói vậy thôi không có nhu cầu nghe gì từ em vậy nha chị ấy đứng dậy ra về tôi vẫn ngồi ngay ra như một con ngốc những lời chị ta vừa nói là có ý gì tôi chỉ đơn giản là muốn lấy chồng sinh con muốn có một gia đình đúng nghĩa tôi đâu có muốn làm mẹ kế sống cảnh mẹ ghẻ con chồng Tôi cũng đâu có muốn thay chị ấy làm dâu hiền dâu thảo Đến gia đình con cái của mình Chị ấy còn muốn rút bỏ cho nhẹ nhàng Tôi ngu dại gì mà quàng vào thân cho mệt đổ ốc tôi Ngay lập tức được khai sáng Cũng may là tôi còn tỉnh táo Chưa để mình có thai Cô ấy không phải tiểu tam Cô ấy chỉ là lỡ đem lòng yêu người có gia đình Cô ấy đủ đáng thương rồi chỉ còn vạch vết thương đó ra Chị mà còn dám làm tổn thương cô ấy nữa Thì đừng có trách thằng em trai này tại sao lại ác Ôi trời, chị em với nhau hơn 30 năm Cuối cùng vẫn không bằng bạn gái mà thằng em trai quen chưa được một tháng Chào mọi người, em là Linh Còn kia là thằng em trai em tên Hùng Hùng là dân IT lương tháng mấy chục triệu Còn được thêm cái mặt đẹp cộng body ngon Nên mấy em gái bu nó phải xếp thành hàng nhưng mà không hiểu sao thằng em trai mình điện nước đầy đủ như thế Mà hơn 30 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa yêu ai Nhiều khi em còn nghĩ có phải là thằng Hùng là bóng kính Hay có bệnh khó nói không Mà sau hơn 30 rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì May sao gần đây Hùng thông báo với cả nhà Là nó có người yêu rồi muốn dẫn về nhà để ra mắt gia đình Nhìn mặt thằng em vui cười hớn hở Mà em cũng thở phào nhẹ nhõm Mẹ em còn phán ngay Miễn nó là con gái thôi là mẹ duyệt hết Ngày ra mắt cuối cùng cũng đã tới Cả nhà em em đều dẫn nhau ra đợi nàng dâu tương lai của gia đình về. Nhưng mà tưởng kinh hỉ ai ngờ là kinh hách. Giây phút đứa bạn gái của em trai bước xuống xe là em đúng xịt keo cứng ngắt luôn. Em còn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Tưởng là ai, hóa ra là người quen. Đó là Liên, nàng tiểu tam nổi tiếng ở cơ quan em. Có ai ở cơ quan mà không biết Liên, chưa từng nghe danh cô ta. Liên làm ở cơ quan nhưng lại gia nhập tập đoàn bên lớn mà người ta vẫn gọi là hai chân Ben ấy, lâu dần cái cảnh liên tay trong tay với sếp tổng là chuyện chẳng còn lạ dĩ cơ quan này. Ban đầu em với đồng nghiệp cũng ngỡ ngàng, bàn hoàng và bật ngửa lắm, nhưng mà thái độ chiều chi của các sếp dành cho Liên thì mọi người đành phải gật gù, chân dài là của đại gia các cụ nói chẳng là tí nào cùng làm công việc lương như nhau mà liên thì quần áo hàng hiệu cả tháng không thấy lặp lại lần nào túi sách giày dép thì khỏi phải bàn có khi mở được cả một cửa hàng đấy lúc về thì có xe ô tô của sếp đợi sẵn mà đợi để đưa đi đâu thì các bạn cũng biết rồi kiểu sống quen với sự giàu sang nên liên hay nhìn người khác với nửa con mắt liên còn hay chê bọn con gái không biết dùng vốn tự thân như bọn em là quê mùa không cùng đẳng cấp cô ta suốt ngày ra trả bảo cái chị cứ cày cuốc thế này đến bao giờ mới giàu được có mỗi bộ quần áo quê mùa mà cứ mặc đi mặc lại mà em thấy thương thôi nếu chị nào muốn đổi đời thì alo em em cũng gọi là có tí quan hệ để em giới thiệu cho mấy mối ngon đến lúc đấy chắc cảm ơn em không hết nữa nhưng quả báo không chừa một ai đi đêm lắm có ngày gặp chính thức cuối cùng vợ sếp cũng biết chuyện của liên Khỏi phải nói vụ này nổi ở cơ quan em đến mức nào. Người có tiền mà, vợ sếp không chỉ đi một mình mà còn dắt thêm mấy anh xăm trổ đi theo hộ tống. Chẳng còn cái vẻ ta đây của thường lệ. Liên vợ cúi gầm mặt khoanh tay lễ phép, chẳng dám ho he nửa lời. Cứ gọi là ngoan như cúng ấy. Chị vợ gằn giọng, mặt xinh, dáng ngon thế này. Ấy. Để chị kêu đàn em họa thêm mấy nét trên mặt cho có điểm nhấn nha. Mày dám dở trò giật chồng chị hả? Khỏi phải nói, mặt liên tái xanh, tái ngắt, lắp bắp xin tha Chị ơi chị tha cho em Lần sau em không dám nữa chị Nhưng mà làm gì có chuyện vợ xếp tha cho Chị ta cho Liên mấy bạc tay Rồi lột sạch quần áo Liên lúc đấy y như con chó cụp đuôi Phải trần truồng chạy ra khỏi công ty Bà xếp lúc này thì thôi khỏi nói Tưởng sao hùng hổ bảo vệ Liên Ai ngờ mặt xếp tái mét không dám hó hé một câu. Sau hôm đấy thì Liên im hẳn. Đúng là bị chị vợ cho ăn mày bạc tai xong. Thì biết cách làm người hơn rồi. Tai tiếng cả rổ đó. Thế mà bây giờ Liên lại xuất hiện ngay trong nhà em Với tư cách là bạn gái của đứa em trai Em nhìn Liên rồi cười khẩy bảo Tưởng ai Hóa ra là người quen Chắc Liên không phải giới thiệu đâu Tên tuổi của Liên ai làm chung cơ quan mà không biết Nghe em nói vậy Liên ngay lập tức thay đổi sắc mặt Có vẻ bồn chồn mất sự tự tin, tươi cười ban đầu Bố mẹ em vẫn còn chưa biết gì Đang định mời con dâu tương lai vào ăn cơm Em đã gạt đi chỉ thẳng mặt Mà nói Sao em lại đem cái ngữ này về gia đình Lần trước bị đánh ghen chưa đủ hay sao mà giờ đã dám giác mặt đi tìm trai rồi Bố mẹ em cũng từng được nghe danh cô Tiểu Tam nổi tiếng ở cơ quan em Nên ngay lập tức thay đổi sắc mặt Nhìn sang Hùng và nói Hùng, chị mày nói có phải thật không? Bố mẹ không có chấp nhận loại con gái như này vô nhà đâu Chỉ có em trai em là ngu muội Ra sức bên vực bạn gái Và cãi lại người thân trong gia đình Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Liên không phải kiểu người như vậy Liên bị oan chỉ có biết không? Liên không phải là Tiểu Tam Chỉ là trót yêu người có gia đình thôi Hùng còn gân cổ lên mà bảo liên là định mệnh của cuộc đời con rồi không phải là liên con không cưới ai hết con dẫn liên đến đây chỉ để thông báo cho nhà mình chứ không phải là để xin phép nếu nhà mình không đồng ý con sẽ tự tổ chức đám cưới đúng là không từ nào có thể diễn tả được cái sự ngu của hùng bây giờ hùng không thèm ở với bố mẹ nữa mà thuê phòng ở riêng với liên nó bảo là sẽ đoạn tuyệt với gia đình nếu không chấp nhận liên là con dâu em và bố mẹ cũng bó tay luôn chẳng nhẽ nhà em bây giờ hả phải nhượng bộ chấp nhận cho liên bước chân vô nhà mình anh yêu nó bây giờ thôi coi như trải nghiệm còn em vẫn là người mà anh muốn lấy làm vợ tin anh đi mấy đứa con gái ngoài kia chỉ có được anh sớm chiều còn cả đời này á là anh dành cho em ôi cái văn củ chuối của những thằng mèo mã gà đồng người bình thường nghe chắc ruột lộn lên đầu ấy thế mà con bạn mình vẫn gật gù tin tưởng lắm nha không hiểu bằng nó ít nó bị cái gì nữa bạn mình, bạn Linh xinh lắm, lại còn bé bé, bạn biết yêu từ hồi tiểu học, lớn tí bạn thay người yêu như thay áo, bạn thở ra câu nào là triết lý tình ái câu đấy, anh nào mà thích bạn á thì anh đấy tới số luôn. Chơi với Linh bọn mình chỉ cầu mong mấy anh trai ngoan, trai tốt, trai kỹ thuật, tránh thật xa bạn mình thôi, dây vào họ khổ đời họ. Nói chung là với Linh thì bọn mình cũng hơi chán chuyện yêu đương của nó. Nhưng mà được cái, Linh tuân thủ đạo làm bạn lắm, nên tình bạn vẫn xanh tươi mướt mượt. Nhưng mà mình phải nhắc lại, cái nết yêu của nó đúng không ai ngửi được. Nó ỷ nó xinh, nó ngon, nó khéo, cá nào cũng thả thính, trai nào cũng đông đưa. Bất kể có vợ, có người yêu hay có mẹ già con thơ, nó không quan tâm, rắc thính hết. Không biết bao nhiêu người đã tan nát vì nó rồi Nghĩ là thấy chán Đấy nhưng mà đúng đi đêm lắm Có ngày gặp ma Linh gặp Huy Cái ngày mà nghe tin Huy này Bọn mình đã thấy điềm rồi Y như rằng Bình thường chỉ có Linh hại đời trai Chứ trai nào làm gì được Linh Nhưng Huy lại có khả năng đó mới tài Lần đầu Linh bắt gặp Huy quẹt Tinder Khi đang yêu Linh Linh sốc lắm Khóc lên khóc xuống Nhưng không phải vì yêu Mà là vì Lần đầu tôi thấy có thằng dám đối xử như vậy với tao Tại sao mà nó yêu tao rồi mà còn tìm con khác là tao không ngon hay là không xinh tưởng thế nào cả tháng sau vẫn thấy anh chị tay trong tay bọn mình cứ nghĩ với phong cách của linh sẽ cho huy bay màu từ sớm nhưng ai có ngờ linh đưa ra lý do xanh rờn rất phong cách tao thấy anh ấy rất thú vị lần đầu có người không hề chạy theo tao không hề sợ mất tao tao nghĩ ác hẳn anh ấy có gì hơn thằng khác nên mới có tư cách coi thường tao như vậy bọn mình nghe nó nói mà nhìn nhau ngơ ngác sau con hà bạn mình đã rút ra kết luận Chắc thứ duy nhất huy hơn người khác là con họa mi Chứ không có lý do nào mà nó lại khiến con Linh đần độn như vậy Đúng là tất cả tại con họa mi Sau đợt đó mỗi lần con Linh thở ra cái gì đần đần về người yêu nó Bọn mình lại trêu nhau Chắc hôm qua đại bàng vỗ mỏi cánh nên hôm nay bướm xin mới ngoan vậy Đấy nghe chán chưa Sau đợt đó con Linh dỗi cũng ít cập nhật Nhưng theo tin tình báo bọn mình hóng được Thì Linh cả ngày chờ đại bàng vỗ cánh Còn đại bàng cũng là vỗ cánh Mà là vỗ cánh bay theo con khác Đỉnh điểm là bọn mình thấy hình Huy đăng strategy cùng em gái khác, cáp là trái tim, nhạc là bài vợ tuyệt vời nhất. Đến khúc này là bọn mình không hiểu nổi rồi, hẹn con Linh hỏi cho ra lẽ. Ôi, mới có một thời gian không gặp, nó tớp hẳn đi, trông xanh sao nhợt nhạt. Chà, đi làm cũng chăm thế này, thì chắc giờ cũng thành phú bà rồi. Bọn mình hỏi thẳng, giờ nó còn yêu anh Huy không? Nó tủm tỉm bọn tao hả? Trên tình bạn, dưới tình yêu, hôm qua tao với anh ấy mới đi khách sạn cùng nhau về đây này. Vãi, nói không thấy ngưỡng mồm hay gì. Bọn mình mới lôi đóng cáp màn hình Huy đi cùng con khác. Linh vẫn bình tĩnh ngoài mong đợi. Tao biết rồi, nhưng mà người yêu tao bảo, anh yêu nó bây giờ thôi, coi như trải nghiệm. Còn em vẫn là người mà anh muốn lấy làm vợ tin anh đi mấy đứa con gái ngoài kia chỉ có được anh sớm chiều còn cả đời này là anh dành cho em quan trọng là ai cũng anh ấy đi đến cuối đường cứu anh ấy giờ bên ai quan trọng gì mà anh ấy nói cũng đúng con người phải có nhiều trải nghiệm thì mới nên chuyện được ôi bạn tôi con người chứ có phải con ngợm đâu mà nói chuyện như cái con trong quần vậy bọn mình dành cả chiều để thuyết phục nó, nó vẫn ra sức bảo vệ người yêu. À đâu, là mập mờ, nhưng nhìn cách nó tỏ ra hạnh phúc, hòa cùng với cái dáng vẻ xanh xao của nó, bọn mình thừa biết nó không vui như vậy. Trên đời có con quái nào vui, khi đầu như quả chôm chôm, bọn mình nói đến khô cả nước bọt, nói đến mức mà bụng đói meo. Linh cũng thật thà thú nhận, tao biết, ai yêu chẳng muốn người ta chung thủy hả mày? Nhưng mà tao yêu anh ấy quá chưa từng ai làm tao cảm thấy cuốn hút như vậy lần trước tao đòi chia tay anh ấy kệ tao lại là người xin quay lại huy bảo với tao ngày xưa tao từng làm tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác nên bây giờ huy đang giúp tao trả giá tao đau khổ đủ thì bọn tao sẽ hạnh phúc thôi tao biết là không nên nhưng mà tao yêu nói chung là chúng mày có yêu đâu mà biết chúng mày chỉ thấy bên ngoài thôi lúc bọn tao âu yếm tình cảm chúng mày có được trải nghiệm đâu tao nghĩ một chàng trai như anh ấy nhiều người thích cũng là đương nhiên anh ấy có quyền lựa chọn Còn quan trọng nhất là anh ấy vẫn muốn lấy tao Khiếp nói một hồi chẳng ra đầu ra đuôi gì Bọn mình cũng chịu hết cứu Cũng tự bảo nhau con này nó không có lừa hết trai thiên hạ được Trả hết nghiệp là thôi rồi còn đi lấy chồng Ai ngờ chồng thì lấy Nhưng mà có lẽ nghiệp vẫn chưa trả hết Vì chú rể của nó là Huy Lúc nhìn thiệp cưới thấy cái tên Vũ Huy Nhà bọn mình nhìn nhau ngơ ngác luôn À quên chưa nói đến background nhà bạn mình ở đông thôn, gia đình đủ ăn, lương bạn mình được chín củ tháng. Anh Huy thì cũng khá đi, khá ít, nhưng mà có vẻ anh sống cũng nhàn. Kể cũng đúng thôi, quần áo, giày, dép, gái mua cho, ăn uống gái bao mà đi khách sạn gái cũng lo. Đôi khi mình tự hỏi, mấy cái con sâu anh Huy đeo, á có khi cũng là do gái mua đốt, ý, Đợt vừa rồi anh Huy cưới bạn mình Nói nguyên nhân tra khéo các bạn cười như bố đẻ em bé Ôi rồi ôi Một mập mờ nào đó của anh Huy có bầu Mà mối đó không có ngon Nên anh nhanh tay cuối mối ngon nhất Ngoan nhất và cũng chắc là ngu nhất Là bạn mình chứ sao Đám cưới chưa rễ trong bình thường Chứ cô dâu trong vui như được mùa Còn mùa bão hay là mùa lũ thì bọn mình chịu Đã thế đến ngày cưới Con Linh cũng không yên em mập mờ kia vác cái bụng to như cái lòng bàn đến ầm ĩ tập đoàn mập mờ cũ của chú trẻ cũng đến ầm ĩ đám cưới ầm ĩ hết lên mọi người khuyên nhủ đủ hết nhưng mà linh nhất định không nghĩ lại vẫn quyết nắm tay chú trẻ vào lễ đường bọn mình nhìn chỉ cảm thán giá mà biết để báo vợ với người yêu của đám đám cá từng đớp thính cô dâu thì đám cưới này phải vui lên một tầm cao khác ấy. cả nhà nghĩ chuyện cổ tích chỉ đến đây là hết sau bao sóng gió thì hoàng tử và công chúa bên nhau hả no có chuyện nào mà hoàng tử là phốc mà cô dâu làm trap girl đâu chúng nó giao lưu võ thuật cả ngày thằng huy được bố mẹ mua cho căn tập thể cũng gọi là có nơi chui ra chui vào đã bao lần cắn nhau thằng này đuổi vợ ra ngoài nửa đêm nửa hôm bất kể trời hà nóng bức hay đêm đông giá rét đúng là chàng trai này thật thú vị trên đời này á ngoài Huy ra cũng chẳng còn mấy người đỉnh được đến độ đó bảo sao Linh lụy sau bao lần như vậy tưởng hết duyên hết nợ rồi Linh quyết tâm ly hôn bắt đầu tìm luật sư nghiên cứu các thứ thì đụng cái nó có bầu thôi thì vợ chồng cái ân cái nghĩa là cái trăm năm đấy là nó nói vậy chứ bọn mình chịu lại dắt díu nhau thời gian đầu thằng Huy còn ra dáng người bố chứ Linh là đi xuống hẳn từ ngày sinh nó nghĩ làm ở nhà chăm con hôm trước bọn mình qua thăm cháu lúc gõ cửa thấy một cô gái khác ra mở cửa tự xưng em là người yêu anh Huy á còn Linh lúc đó đang làm gì một tay bế con một tay luộc rau bọn mình ngỡ ngàng hai ngày sau mới gặp được nó vừa gặp cái nó nước nở tao tao cứ nghĩ có đứa bé anh ấy sẽ thay đổi yêu tao hơn trách nhiệm hơn nhưng tao nhầm rồi anh ấy chê tao không thỏa mãn được nên công khai cặp kè bên ngoài lần trước tao bắt tại trận từ sau đấy anh ấy đưa con bé kia về nhà luôn bảo tao ở được thì ở không ở được thì đi mà bố mẹ tao ở quê có mỗi mảnh vườn đi ra đi vào tao không dám về công việc thì tao không có còn căn nhà đấy che nắng che mưa chui ra chui vào tao không dám đi nên là nên là bây giờ nó chưa nói hết Con Hà nóng máu tiếp lời Nên mày ở cùng chúng nó làm ô xin Nhìn chúng nó anh anh em em vợ vợ chồng chồng Còn mày đứng nhặt rau như hôm nọ Đết thì chấp nhận được thằng đấy tới số Con Hà chưa nói hết Con Linh đã vội Thôi mày con tao cần có bố Cũng cần người nuôi Anh ấy quá đáng nhưng mà anh ấy vẫn nhận đứa trẻ này Con bé kia nó vẫn để cho mẹ con tao sống ở đấy là được rồi Ôi thật không thể hiểu nổi Tại sao mọi chuyện nó vô lý đến mức này Nghe con Linh nói kể mà mình tưởng nó đang ngủ mơ con người chứ có phải con ngợm đâu mà hèn hạ được đến như vậy Sau lần đấy bọn mình không gặp nó nữa Đáng ra phải nên nghỉ chơi kể từ lúc thằng Huy tệ Nó vẫn lao vào con đại bàng của thằng Huy rồi mới đúng ý Có ai như em với người yêu em Hùng Tò mò cho cố vô Rồi cứ đi là lại gặp kiếp nạn Chắc ông bà hai bên không cho bọn em làm trò bậy bạ trước khi lấy nhau về nhà thì phải. Chứ đến hôm nay là em thấy bất ổn lắm rồi đó. Chào mọi người, em là Hân. Có anh người yêu bằng tuổi tên Dũng. Dũng nhà em với em là bạn cấp 3. Chúng em phát hiện ra bản thân mình cũng thích thích nhau. Vào cuối năm lớp 11 thôi à, cũng khá tình cờ. Và bất ngờ là Dũng với một bạn Hoàng thi đua với nhau khi cùng theo đuổi em. Đến cuối cùng, người mở lại với em lâu nhất là người tỏ tình với em cũng chỉ có một mình Dũng thôi, nên em cũng yêu một mình Dũng thôi. Ấy. Lên đến đại học, hai đứa có hai định hướng khác nhau, nhưng mà Dũng vẫn quyết tâm ở cùng khu trọ với em. Đứa tầng trên, đứa tầng dưới, ngày nào Dũng cũng lên phòng em để nấu cơm cho em với bạn cùng phòng hết trơn á. Nói chung thì em chấm rồi, chỉ cần học xong ra trường thì chúng em sẽ cưới nhau, rồi sẽ cùng nhau đi du học ở Úc. Đó là ước mơ và mục tiêu chung của hai đứa rồi nhưng mà khổ lắm Tính đến nay là bọn em cũng đã 23 cái xuân xanh rồi Cũng yêu nhau được 6 năm rồi Nhưng mà mọi người có tin là chúng em chưa hề làm gì ngoài Phanh xích lô không Mọi người không tin thì cũng hãy tin đi Vì Dũng nhà em nó nhát lắm Cứ mỗi lần mà em mạnh dạn rủ Là anh ấy lại mở đoạn tin nhắn thoại 3 phút của mẹ em ra Và bảo với em Mẹ dặn anh rồi không được làm bậy đâu Em đừng có mà dụ anh đó Má cái thằng À không Sao mà em có anh người yêu nó yếu vía vậy? Mẹ em bảo gì cấm có lệch bao giờ Ngay cả mấy lần hội bọn em Hợp hành ăn uống linh tinh với nhau Có kể bí mật hay chuyện 18 cộng Thì chúng nó đều chừa chúng em ra Vì chúng nó biết thừa là bọn em không hề có chút kinh nghiệm nào ấy hey, Để bạn bè khinh mình mãi như vậy cũng không được Em phải ra tay thôi Thế là hôm đó em mới nói với Dũng nhà em Buổi hẹn hò hôm đấy sẽ là do em lên kế hoạch Và em đã thuê sẵn một phòng khách sạn rồi còn chuẩn bị surprise các kiểu nữa lần này hả có chạy thằng trời yêu em mà không mê em khi mặt thiếu vải thì hơi phí đấy vậy là cứ thế em cho anh dũng cái địa chỉ còn em thì ở trên phòng chờ sẵn rồi thế mà mọi người biết gì không bồ em vừa đến phía dưới của khách sạn đã gọi điện cho em này trứng mà đòi khôn hơn vịt kia tính bày trò gì đó hả em đừng có bà dụ anh anh không có dễ lừa đâu em xuống nhanh đi anh đưa em đi ăn hộp vịt lộn không quá là anh cho em một mình ở trên đó đó nha em đâu có chịu thua bày đặt làm nũng rồi đó anh chả thương em không có yêu em gì hết á em làm tới mức này mà anh phải hiểu em chứ anh yêu em vậy hả em giỏi không chơi với anh nữa rồi đó sự làm nũng của em á cũng có tác dụng dũng lên nhà em thiệt vào á là em khai tiệc liền nhậu vài chai rồi nói chuyện thì dũng cũng trải lòng là tò mò đi khách sạn thế nào á mà các cặp đôi trốn đi hoài như vậy nhưng mà trong lòng ông ấy thì ông sợ lắm hai mẹ răng đe rồi em thì vẫn tự tin là không có chuyện gì xảy ra cả không phải lo lắng gì hết trơn á ấy vậy mà người tính không bằng trời tính nha mọi người những ngày thương thì không sao đúng vào hôm bọn em đi khách sạn thì lại có chuyện hai đứa đang ngồi chơi game phạt triệu thì quản lý khách sạn lên gõ cửa công an ở đâu đập vô kiểm tra hành chính Nhìn mấy chú mà em cũng giật mình Còn người yêu em thì coi trúng người lại kiểu Các chú ơi đừng có bắt cháu cho không biết gì hết á Đã thế ông ấy còn nấp sau em nữa Nhìn khác nào em là người lôi kéo Dụ dỗ ông ấy vào khách sạn không Bay chu hỏi chuyện một hồi thì hóa ra là hỏi xem ở đây có là cái ổ ấy ấy trái phép không? Hên là chúng em làm bồ nhau đó, chứ không là chết dở rồi còn đâu. Như vậy còn chưa đủ cho một buổi tối bất ổn đâu. Đến những cái giây phút cao trào đầu tiên trong đời, em rất mong muốn sẽ có một đêm thăng hoa vô cùng tận. Thế mới là kích sự được vài cái thôi thì chúng em nghe được tiếng la lối tiếng hét không thức thanh lắm của phòng bên cạnh mọi người ạ à, tiếng của nam nữ thì không nói làm gì đây là tiếng của một đôi nam nam trời ơi hai đứa tuột mút liền dũng nhìn em cười gượng em nhìn dũng rồi trùm chăn dũng đi xung quanh phòng đáo để em nhờ lần đầu anh được nghe tiếng như thế này ấy cũng lạ cũng là trải nghiệm thú vị nói xong thì dũng nằm ngủ bên cạnh em mà chẳng còn muốn hứng gì hết á chuyện cứ thế kết thúc như mọi người không có mô tê gì trơn á chán chết đi được nhưng mà thua keo này thì ta bày keo khác mới hôm vừa rồi em với dũng lại tiếp tục lên kế hoạch bước sâu vào đời nhau hơn Hai đứa cũng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ luôn rồi á. Lần này á, Dũng cũng hào hứng lắm vì ông ấy đã cất công đi nghe review của các bạn mà. Ông ấy thấy chúng nó khen sướng nên cũng tò mò lắm. Sướng là sướng kiểu gì? Hai đứa vào khách sạn rồi làm đúng thủ tục. Mình đi tắm tước, anh đi tắm sau. Mình xịt nước hoa, quanh phòng, chuẩn bị nến thơm quần áo, vật dụng tư trang. Chẳng thiếu thứ gì. Thế mà đợi ông Dũng 30 phút không thấy ông ra ngoài. Em mới gọi vào. Anh ơi, sao mà anh lâu vậy? Nhanh lên. Hơn 12 giờ rồi đó. Anh tắt hứng bây giờ. Anh Dũng mới vọng ra. Chờ anh chút một chút qua máy là 15 phút nữa vẫn không thấy đâu thì dũng mới tuyệt vọng em ơi cứu anh với anh mở hoài mà cái cửa này nó không ra nó kẹt cái gì ấy cái cửa này kỳ quá anh không mở được cứu anh với thế là hai đứa em đứa trong đứa ngoài dùng hết sức bình sinh để mở cửa loay hoay cả tiếng trời vẫn kẹt ở đó vậy là em vẫn phải chạy xuống gọi chủ khách sạn lên coi bị sao và các bạn ạ à, một giờ sáng thay vì hì hục thăng hoa như bao nhiêu cặp đôi thì em hì hục phụ chủ khách sạn phá khóa giải cứu dũng trong phòng tắm đời đúng là bể khổ muốn ăn cơm trước kẻng chút thôi mà khó khăn đến vậy sao đến lúc ra được rồi thì cũng chẳng còn miếng hứng nào nữa rồi lại ôm nhau ngủ và ra về thôi em thiết nghĩ chắc chúng em được ông bà cảnh báo không có được làm chuyện bậy bạ trước khi cưới á. thôi chắc nghe các cụ thôi dùng gì chúng em cũng sẽ cưới vào cuối năm nay đến lúc đó chắc cũng chưa muộn chứ giờ em thấy bất ổn quá trời phải bình tĩnh lại thôi có nhiều người nói dối nhiều tới mức mà Trong đầu luôn lên sẵn kịch bản Chỉ cần gặp chuyện là họ tự động nói ra không ngần ngại Giống như thằng anh trai cùng chị dâu mình ấy Anh trai mình đã lấy vợ và có con Mình thì từ khi lên đại học cũng học với ở trên Hà Nội suốt Không về mấy Vì bố mẹ cũng mất Nhà cửa anh chị với cháu ở, chỉ có các dịp quan trọng như lễ Tết hay dỗ thì mình mới về ở mấy ngày. Nhưng mà lần này thì khác, Hè này mình được nghỉ và chưa tìm được việc nên muốn về thăm anh trai chị dâu và đứa cháu 7 tuổi một chút. Khi nhìn thấy mình về, bà chị dâu rất ngạc nhiên hỏi: "Sao mình về mà không báo cho anh chị trước để anh chị còn dọn dẹp phòng cho? Phòng mình anh chị để lâu không dọn, bụi bặm lắm." Mình chưa kịp đáp thì cô cháu trai đã lanh chanh nói: "Ơ, không phải là bố mẹ bảo cô không về nữa với nhà không có chỗ cho cô nên phòng đó thành phòng chứa đồ rồi hay sao ạ?" mình đứng hình mất mấy giây bà chị dâu cũng đơ ra lúc đó chị ấy vội vàng quát thằng cu vào trong rồi bảo mình đừng có suy nghĩ nhiều thằng bé con chỉ nói linh tinh thôi mình lại không cho là vậy mình biết từ sau khi không còn bố mẹ anh trai lại nghe lời chị dâu đã không muốn mình ở lại đây rồi thậm chí không chờ được đến lúc mình lấy chồng mà đã nói bóng nói gió kêu mình dọn ra ngoài ở cho tự lập mình quay lại căn phòng bên trong dường như không có ai dọn dẹp nên bụi bặm đồ đặt cũ thì vứt tùm lum dưới sàn mình phải mất cả chiều mới dọn dẹp xong được sáng hôm sau nghe thấy ở dưới có tiếng mình chạy xuống thì thấy chị dâu với anh hai mình đang cãi nhau mỗi người một câu thằng cháu mình thì vẫn đứng đó hai người lời qua tiếng lại vì dậy muộn mà không kịp đưa con đến trường không hiểu anh chị nuôi con trai lớn được từng này kiểu gì nữa mình qua hỏi có kịp không mình đưa đi cho còn đâu anh chị cứ đi làm gì đi thì anh trai mình bảo không kịp nữa muộn lắm rồi thôi đành xin nghỉ thế là anh hai mới gọi điện cho cô giáo xin nghỉ với lý do nhà có dỗ thằng bé mới thắc mắc dỗ ông bà chưa đến sao lại nói vậy vậy đến lúc dỗ thật thì sao bố nó mới bảo còn ngu lắm đến lúc đó thì bảo nhà có việc khác thiếu gì lý do bố cũng muộn làm rồi đây nè thôi bố phải xin nghỉ đây anh chị ấy còn dạy cả con trai nói dối nữa chứ lỡ sau này nó hư thì sao rồi lại báo đời báo đớm Mình mới phê bình anh trai và chị dâu Anh chị không có nên dạy con nói dối như vậy Trẻ con học nhanh lắm Chúng sẽ nghĩ rằng nói dối là chuyện bình thường rồi làm theo Anh chị nên làm gương cho cháu đi Vậy nó phải sống trung thực vô Anh trai mình nghe vậy thì lại câu có mặt mày Ông này cũng thuộc hạng gia trưởng lắm Xong khó chịu đáp lại Mày còn nhỏ mày biết cái gì Ở đời phải linh hoạt hiểu không Cứ thật thà hoài có mà chết đói hết cho tiền đi học đại học mà sao ngu dữ vậy chị dâu mình cũng xen vô giọng lạnh nhạt em ơi bọn chị phải lo cho cuộc sống này không có thời gian mà suy nghĩ nhiều như em vậy đâu cứ ở nhà ăn bám mà dạy đời người khác thì dễ lắm nhà thì mình cũng nhường thậm chí về thấy căn phòng của bản thân bị biến thành phòng chứa đồ mình cũng không trách lấy một câu thế mà giờ lại dở cái giọng khinh thường như này ra để nói với mình thì thôi đấy con anh con chị thì đi mà dạy mình không có thèm xen vô trong đầu mình lúc đó cứ suy nghĩ về việc ở lại hay là rời đi. Hôm sau mình quyết định dọn đi luôn. Mình không thể sống cùng mấy kẻ giả dối này nữa. Bản thân còn bị coi thường. Sau khi rời đi, mình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cháu trai. Tuy nhiên mỗi lần gọi, mình lại nhận được những câu trả lời lạnh nhạt từ anh chị. Thậm chí có lúc còn không nghe máy. Mình cảm thấy mình đang dần bị đẩy ra khỏi cuộc sống của gia đình này. Khoảng một tuần sau, mình nghe tin từ một người bạn rằng anh trai và chị dâu đang gặp rắc rối với thằng cu con nhà họ. Không hiểu nó đi theo bạn nào rồi về nói dối là đóng tiền học nhưng lại đem số tiền đó đi chơi nét, chơi game. Thế rồi còn nghỉ học đi xem đá gà, với chả đánh nhau. Anh trai với chị dâu mình đau đầu vô cùng, vừa phải lo toan công việc, vừa bị giáo viên gọi lên trường để họp. Thì con trai phá phách, biết chuyện thì mình cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng lại bị chị dâu nói Cô không phải giả nhân giả nghĩa mà gọi điện đến cho chúng tôi. Tính xem trò cười hay gì. Mà cũng nói thẳng luôn nha. Nhà hết tiền rồi. Nhóm tự trả được tiền học đại học thì hãy học tiếp. Không thì nghỉ đi. Nói xong thì bà chị dâu tắt cái phụt điện thoại. Cái giá của việc nói dối liên tục đó chứ đâu. Nghiệp cả đó. Không biết có hối hận không. Nhưng hiện tại mình sẽ không liên lạc về gia đình đó nữa. Thằng anh mình thì ngu muội Nghe theo bà vợ như vậy thì mình cũng không muốn sống chung tao gọi đó là tham khảo, chẳng ăn cấp ăn kiết gì đây hết á trời ơi, hóa ra là trên đời này nhiều người không phân biệt được tham khảo và đạo nhái mọi người ạ à. em là hương là sinh viên năm cuối đang mài sức ra để làm luận văn tốt nghiệp em cùng với hai đứa bạn cùng phòng là hà và ngân khá thân nên hay kể cho nhau quá trình làm đồ án mỗi đứa một ý tưởng lại có thêm nhiều nhận xét góp ý tốt nên ban đầu bọn em cứ ngồi làm chung với nhau như thế nói là hay kể chứ thật ra bọn em không biết quá rõ về nội dung và tài liệu sử dụng của nhau chỉ biết đại khái ý tưởng thôi Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng Nếu như Hà không vô tình gửi bản demo của nó qua cho em Tưởng bạn gửi cho mình coi thử Thì em cũng nhấn vô coi Nhưng mà càng coi càng sôi ra nhiều chi tiết giống bài của em Em hoảng lắm Cũng không dám nói là ăn cắp hay trùng hợp Nhưng mà hai bài na ná, ná nhau Thì chắc chắn điểm không cao Thậm chí là trượt Em quay lại boss chat để hỏi cho rõ Thì thấy Hà đã thu hồi file demo Nó hỏi em mày đã coi chưa vậy Tự nhiên trong lòng em dâng lên mỗi nỗi lo Nên em bảo chưa kịp nhấn vô sao vậy và rồi cuộc hội thoại đi vào dĩ vãng chỉ còn hai tuần nữa là đến hạn nộp và có vẻ hà rất tự tin vào sản phẩm của mình vì đã xong hẳn đề mô vì vậy em chỉ còn hai con đường hoặc là thu thập chứng cứ để tố hà đạo nhái hoặc là em phải sửa lại bài của chính mình cách một thì vừa mất thời gian mà em cũng không chắc là trùng hợp hay đạo nhái còn cách hai thì công sức hơn nửa tháng qua của em đổ xong đổ bể và rồi em quyết định là sẽ đi hỏi trực tiếp hà trước nhưng mà chắc gì nó đã nhận em đành nghĩ ra một cách hơi hèn Hôm đó em vào phòng lấy USB của nó, rồi tìm một cái búa ngồi chờ nó về. Thật mong là không ai nghĩ em sẽ tán vô đầu nó. Em đợi nó về, đe dọa nó. Nếu không nói thật, thì em đập vỡ cái USB này. Nhưng mà nó cười khẩy, mày đập đi, rồi ta sẽ tố mày là cố tình phá hoại đồ án của tao. Thầy cô sẽ đuổi học mày, còn tao, nạn nhân, thì chắc chắn sẽ được cho thời gian làm lại. Nghe nó nói xong, em sốc quá, em gào lên. Nhưng mà đồ ăn cấp, mày sao chép gần 50% bài làm của người khác? Rồi mọi người biết nó đáp trả em sao không? Nó ung dung tự tại thở ra từng từ một cách chậm rãi. Tao gọi đó là tham khảo. Chẳng ăn cắp ăn kiết gì ở đây. Mà mày đập bằng chứng đi rồi mà. Ai chứng minh cho mày? Khôn ngoan thì im mồm đi. Rồi cả hai đều tốt nghiệp tốt đẹp. Trời đất, con bạn cùng trọ 4 năm. Tối lửa tắt đèn có nhau của em. Từ khi nào bẩn tính thế này? Sốc thật. Em dường như muốn bật khóc vì sự trơ trẽn và phản bội của nó. Nhưng mà thật ra em cũng chỉ chờ có thế là một đứa cày đủ loại phim đánh ghen, đã đi cãi tay đôi thì phải luôn mang theo máy ghi âm. Nhưng mà khác với bọn nữ chính trong phim cứ khoe ra rồi mất, em giả bộ ức ức chạy đi. Cụ thể là đi đến hội đồng trường, em cầm theo luôn đồ án còn gian dở của em, đề mô của nó mà bữa em kịp quay lại và những lời cay đắng nó mang đến cho em. Đứng trước cửa phòng hội đồng, bỗng lương tâm của em trỗi dậy. Em biết rõ kết quả là nó sẽ bị đuổi học, tự dưng trong lòng em có lại có chút không nở. Em cũng chắc muốn làm lại cuộc đời dở dang em bấm máy gọi cho nó bảo tao kiếm đủ bằng chứng rồi nếu bây giờ mày hối hận xin lỗi xóa đề mô và cút khỏi phòng cút khỏi cuộc đời tao thì thôi mọi chuyện tao bỏ qua không ai nhắc lại nữa và nhưng nó không thèm tin mà còn nhạo báng em loại như mày đừng ra vẻ hiền lành tốt đẹp muốn làm gì làm đi để con coi coi tao coi ai tin mày thất vọng đến cùng cực Lương tâm của em cũng chẳng vớt phát được cái nết của nó Em đi vào phòng hội đồng trường thuật lại câu chuyện Nhà trường sau đó mất một tuần điều tra và làm việc với các bên Cuối cùng là ra quyết định đuổi học Hà Mọi chuyện vỡ lẽ rồi Hà mới mang ánh mắt căm ghét hận thù như thế Chính em đã phá nát cuộc đời nó Còn Ngân Bây giờ lại xa cách em vì cho rằng em hành động quá ác độc Thế là em thắng hay thua vậy hả mọi người